Vợ chồng Ba Nhân vừa tặng mẹ nhà 3 tỷ, nay lại chi 100 triệu là một điều bất ngờ trước khi về Nhật. Hành động ý nghĩa của Đức Nhân nhận được nhiều khen ngợi của người hâm mộ. Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, nữ YouTuber Đức Nhân vừa đăng tải video mới có tên chi 130 triệu từ thiện đồng bào miền núi, nơi nghèo nhất Khánh Hòa. Theo đó, Đức Nhân cho biết cô đã chi 130 triệu mua nhu yếu phẩm tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện một điều ước từ lâu, đó là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tôi đã mua hơn 300 thùng mì, nước mắm, gạo cùng nhiều đồ dùng thiết yếu khác. Sau khi nhận đồ, Đức Nhân cùng bạn bè chia ra các túi nhỏ để mang đến cho mọi người. Cô tiết lộ, trước đó tôi cũng làm từ thiện rồi, nhưng làm nhỏ, có ít làm ít, chỉ 50 triệu, còn đây là lần đầu tiên làm lớn như này, cả 100 triệu rồi đó mọi người ạ. Đến nơi, nữ YouTuber đã liên hệ cán bộ địa phương hỗ trợ công tác từ thiện cho người dân. Không những quà thực phẩm thiết yếu, cô còn tặng tiền mặt cho tất cả mọi người khiến ai nấy vui mừng. Hành động ý nghĩa của Đức Nhân nhận được nhiều khen ngợi của người hâm mộ. Cảm ơn tấm lòng của chị Nhân đã giúp đỡ những người dân nghèo ở Khánh Hòa. Một hành động đẹp đáng được khen ngợi và ủng hộ. Cảm ơn cô và mọi người rất nhiều. Rất ngưỡng mộ Nhân, làm tốt lắm. Thương cả nhà, chúc mạnh khỏe và bình yên. Cảm ơn tấm lòng của chị đã giúp đỡ đồng bào ta, đi đúng chỗ từ thiện đúng người. Đức Nhân sinh năm 1995, là chủ nhân kênh review ẩm thực nổi tiếng trên cả hai nền tảng YouTube và TikTok. Cô kết hôn cùng ông xã là kỹ sư người Nhật Yamasaki Teruhito hơn 17 tuổi và thường xuyên đăng tải các video hài hước về cuộc sống đời thường ở Nhật Bản. Sau một năm tham gia nền tảng TikTok, cả hai đã có những con số đáng mơ ước, hơn 4,5 triệu người theo dõi và 194 triệu lượt yêu thích. Từ TikTok, Đức Nhân tiếp tục phát triển thêm kênh YouTube và nhận về nút bạc chỉ sau hơn 2 tháng xây dựng kênh. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối nói chuyện duyên dáng, ít ai biết Đức Nhân sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong một video trên kênh YouTube, cô nghẹn ngào chia sẻ gia đình có hai chị em, nhưng chị gái bị bệnh nên không đi làm được. 10 tuổi cô đã bắt đầu đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ, chị gái và hai cháu. Khi quyết định kết hôn, cô đưa ông xã về nhà ra mắt và nhận được sự cảm thông yêu thương. Khi đưa anh ấy về ra mắt gia đình, anh ấy nói với tôi rằng, Nhân đừng đeo cái ba lô nặng ấy nữa, để Teru đeo cho. Chính câu nói ấy mà tôi quyết định lập gia đình. Nữ YouTuber 9X cũng khẳng định trước khi kết hôn đã chia sẻ thẳng thắn về hoàn cảnh rằng dù có chồng nhưng vẫn phải gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ mẹ, chị gái cùng hai cháu. Chính ông xã cô đã đồng ý cùng cô chăm sóc gia đình nên Đức Nhân không khỏi xúc động. Ở Nhật cô không phụ thuộc vào chồng mà tự mình làm việc tại một công ty mỹ phẩm. Khi bắt đầu làm TikTok, YouTuber 9X quyết định nghỉ việc ở công ty để toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp làm review đồ ăn. Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng cô đã có thu nhập ổn định. Đức Nhân cho biết thu nhập trung bình hàng tháng tầm 100 đến 200 triệu đồng từ TikTok và YouTube, có thời điểm nhiều hơn lương của ông xã. Hồi tháng 3 năm ngoái, nữ YouTuber đã dùng tiền tiết kiệm trong vòng 2 năm là 700 triệu để mua xe hơi tặng chồng. Đây là số tiền tôi đi làm trong vòng 2 năm và cả tiền anh ấy cho, nhưng mình không sử dụng, để hết vào sổ tiết kiệm và hôm nay lấy ra để mua món quà cảm ơn anh ấy đã yêu thương, chăm sóc mình suốt thời gian qua. Khi kết hôn, anh ấy đã lo nhà cửa, mọi thứ cho tôi rồi. Mới đây sau thời gian trở về Việt Nam thăm người thân, Đức Nhân tiết lộ mua hai căn nhà sát nhau để tặng mẹ và chị gái. Hôm nay đã thực hiện ước mơ cho mẹ là bà chủ hai căn nhà. Nói đến đây tự nhiên thấy bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực, nước mắt, buồn tủi của mình tan biến hết rồi. Thay vào đó là sự hạnh phúc vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã làm được. Nói về chi phí mua nhà, cô chia sẻ, kê khai liền nè, giá Nhân mua 2,7 tỷ đồng, chưa tính sửa chữa. Cũng trong dịp về Việt Nam, YouTuber 9X đã chi số tiền lớn phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi. Dáng mũi ngày trước bị hỏng, nhìn ở ngoài không được thẩm mỹ cho lắm, vì vậy bắt buộc Nhân phải làm lại. Nhân cơ hội này thì cũng chỉnh sửa một chút dáng cằm luôn.